Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả đang xem Chuyển động Đông Tây. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào trưa mỗi ngày trên kênh HGTV. Hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2018, có những thông tin mới cập nhật, nóng, mời quý khán giả cùng điểm qua. Đua xe trái phép ngang nhiên lộng hành, người dân bức xúc, nhưng nhiều sự thờ ơ gộp lại khiến tình hình ngày càng phức tạp. Vĩnh Long vừa bắt hai đối tượng ngang nhiên hành nghề cấm mà còn có hành động đáng gờm tại quán cà phê Kim Massage. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nhóm người cầm hung khí cướp tài sản trong khách sạn như phim hành động. Làm mẹ trong nghịch cảnh mà câu chuyện xoáy vào hoàn cảnh của một gia đình ở thành phố Cần Thơ, hy vọng động lòng khán giả. Chuyện buồn sau tấm vé số, vấn đề không mới nhưng rất đáng ngẫm, không thể bỏ qua trong ranh giới thiện ác hôm nay. Thưa quý khán giả, có những tai nạn giao thông do yếu tố khách quan, cũng có nhiều vụ do chính con người cố tình làm vậy. Trong đó có không ít vụ té ngã, thương tích nghiêm trọng do những màn đua xe như thế này. Vâng, và tình hình đua xe của thanh thiếu niên không chỉ tập trung ở các thành phố lớn, mà hiện nay do những con đường ngoại ô vắng, ít lực lượng chức năng. Manh động hơn, các nhóm đua xe chặn cả xe của người đi đường, biến đường lộ thành đường đua. Sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào đêm qua 30 tháng 11 trên quốc lộ 61C, thuộc địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Vì quá bức xúc khi nhóm đua xe này đã đưa xe máy ra dựng giữa đường, ngăn xe ô tô lưu thông, nhóm tài xế đã giữ lại được chiếc xe trong nhóm. Nó chặn ngang đường luôn, không cho đi qua. Chặn xe tải lại luôn. Bắt đầu đua xe đua xuống hướng dưới. Nó chạy một xe nguyên đoạn luôn. Khoảng bao nhiêu chiếc xe? Mấy chục chiếc em không có rõ thôi. Nhiều lắm. Nguy hiểm lắm anh. Tại em đang chạy quốc lộ mà. Nó tụ tập khoảng 5-7 xe đua xe, chặn xe tải đồ lại là chừng mười mấy chiếc xe tải, không cho xe nào chạy. Nó chặn hai bên đường lại. Rồi anh sao? Rồi tôi mới tấp cái xe đó, tôi lại đó là tôi bắt được ba thằng mà chạy đó hai thằng kìa. Cỡ 10 giờ trở lên nó đua đi. Theo người dân sống cặp quốc lộ 61C cho biết, tình hình thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya đua xe nơi đây diễn ra thường xuyên. Điều đáng buồn là khi các chủ phương tiện bị chặn xe báo đến công an, thì được trả lời là không nằm trong kế hoạch. Đó là những thông tin cộng tác viên chương trình ghi nhận thực tế từ người dân. Nhưng nếu chính xác như lời người dân phản ánh như thế, thì cơ quan công quyền cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, bởi tình trạng này quả thật không đơn giản. Thưa quý khán giả, Bộ Công an vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tham nhũng tiêu cực. Theo đó, các cơ quan tổ chức cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an theo số điện thoại 069-234-2593. Bộ Công an nêu rõ, thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng phải sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt và có nội dung cụ thể về họ, tên, địa chỉ, số điện thoại của cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp phản ánh thông tin đến đường dây điện thoại nóng. Thưa quý khán giả, mua một tấm vé số để cầu may trúng thưởng là ước mơ của rất nhiều người. Thực tế thì cũng đã có người đang cảnh chân lắm tay bùn, bỗng chốc có trong tay vài chục, vài trăm triệu, thậm chí là vài tỷ bạc để đổi đời. Nhưng mà như người xưa vẫn hay nói, đồng tiền có được không từ mồ hôi công sức làm ra, cũng chỉ là đồng tiền phù du. Có trong tay nhưng mà không biết trân trọng giữ gìn thì sẽ trở về con số 0. Nhưng với câu chuyện sau đây, đằng sau những tấm vé số thần tài ấy, kết cục khác không chỉ là như vậy. Người đàn ông này thụ án tại trại tạm giam Bến Giá, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đến nay cũng đã gần 4 năm. Cuộc sống nơi đây có lẽ anh đã quen, chỉ có duy nhất nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ cháu là không thể quen được. Ký ức về gia đình phần nhiều là những tháng ngày khổ đau cũng chỉ vì những tờ vé số. Cách đây hơn 10 năm, 13 tờ vé số trúng lột đất đã thay đổi gia đình anh Quỳnh Nhật Trường, xã Thuận An,
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, mà người mua vận may đó là anh trai của Trường, Quỳnh Văn Thức. Kể từ khi trúng số, Thức mua nhà, mua đất và cưới vợ. Cũng từ đây, Thức lao vào ăn chơi, rượu chè, chửi cha, mắng mẹ, đánh đập vợ. Không chịu nổi người chồng, chị dâu anh Trường bỏ đi khi con mới vài tháng tuổi. Vợ bỏ đi, tưởng đâu anh Thức hối cải, chí thú làm ăn, nhưng không. Ngày 24 tháng 7 năm 2014, sau khi đi nhậu về, Thức tiếp tục chửi cha và đánh đứa con ruột dã man. Chứng kiến sự tàn độc của anh trai, không kìm được ức giận nên đợi lúc anh mình ngủ say, Trường đã dùng cây thuốc nơi dích đâm người anh nhiều nhát lên người tử vong. Ăn năn, dây dứt, sau khi gây án, Trường lặng lẽ đến công an đầu thú. Khác hẳn với anh trai mình, Trường vốn là một thanh niên hiền lành, hết lòng thuận hiếu với cha mẹ. Vì gia cảnh nghèo, chưa hết lớp 5, anh đã phải nghỉ học, đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Khi còn ở nhà, Trường đi làm bao nhiêu đều đưa hết cho cha mẹ để nuôi cháu. Thật tiếc khi Trường chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân đã phải vào dòng lao lý. Câu chuyện của gia đình Trường chỉ là điển hình xoay quanh tấm vé số độc đắc. Cầm trên tay một số tiền lớn, sau khi lãnh thưởng, không ít người rơi vào tâm lý hưởng thụ, để rồi miệng ăn núi lở, tay trắng lại về trắng tay. Rồi cũng có khi ló mắt trước số tiền lớn, người ta xem nhẹ tình thân, trọng tiền hơn trọng nghĩa. Quay ngược với thời gian, nếu như anh trai của Trường biết chia sẻ, biết nghĩ cho cha mẹ, vợ con, anh em một nhà thì có lẽ gia đình đã không có kết cục như vậy. Cũng sẽ không có một sự chia lìa vĩnh viễn giữa cha mẹ và các con. Cũng không có bi kịch mang tên Quỳnh Nhật Trường với cái kết là bản án 10 năm tù. Vậy mới biết trúng vé số đâu phải là thuốc như người ta vẫn nghĩ. Nhiều người nói tấm vé số độc đắc chỉ đem lại cho gia đình anh Trường niềm vui ngắn ngủi, rồi lại dồn một người chết, một người vào tấn bi kịch tù tội. Tuy nhiên là suy cho cùng thì tờ vé số độc đắc là không có lỗi, mà lỗi là ở con người. Trúng số là vận may của mỗi người, không phải ai cũng dễ dàng có được. Thế nhưng đồng tiền dù có giá trị lớn đến bao nhiêu cũng không thể sánh bằng tình thâm, và cũng cần được trân trọng, sử dụng một cách chính đáng, hợp lý. Đó cũng là thông điệp về cách ứng xử với đồng tiền trong cuộc sống mà Ranh Giới Thiện Ác hôm nay chia sẻ cùng quý vị. Một trường hợp cháu bé chưa đến tuổi đi học mà biết đọc biết viết sau đây khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Dân, đây là hình ảnh gia đình của bé. Chỉ mới 3 tuổi nhưng mà Hồ Mạnh Anh, người Vân Kiều ở Quảng Trị đã biết đọc chữ và số. Để kiểm tra thì phóng viên lựa chọn sách báo tờ tiền bất ngờ để thử thì bé vẫn đọc được chữ và số vanh vách. Điều đáng nói là cha của bé chỉ mới học hết lớp 2 thôi, còn mẹ thì không biết chữ, cho nên là điều kiện dạy cho con là không có. Nhưng mà trường hợp của bé thì quả thật là rất hiếm, và mong rằng là khả năng trời phú đó sẽ giúp ích cho tương lai phía trước của bé. Giáo dục hiện nay vô cùng hiện đại, nhưng mà việc đọc sách để tư duy, cập nhật kiến thức cũng vững chãi nhất là không hề thay đổi. Chính vì thế mà nhiều mô hình thư viện thân thiện ra đời, phục vụ đắc lực cho thói quen đọc của nhiều người, mà nhất là các em nhỏ. Sau đây là ghi nhận một mô hình thân thiện thực hiện rất hiệu quả ở Tây Ninh. Năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức Rumchurit để phát triển dự án thư viện thân thiện cho 10 trường tiểu học tại hai huyện Dương Minh Châu và Hòa Thành. Từ những khó khăn ban đầu, thư viện đã thay đổi, được mở rộng về diện tích, thiết kế sáng tạo, đẹp mắt, tạo môi trường đọc sách thân thiện cho học sinh. Thông qua hoạt động đọc sách tại thư viện và mượn sách về nhà, thư viện thân thiện đã góp phần hỗ trợ học sinh phát triển ngôn ngữ, rèn kỹ năng giao tiếp và cải thiện chất lượng học tiếng Việt. Ngoài ra, thư viện còn có nhiều góc học tập như là vẽ tranh, tiết học thân thiện. Trong bối cảnh văn hóa đọc đang có nguy cơ mai một, thì việc phát triển thói quen đọc của thư viện thân thiện là một việc làm rất cần thiết và ý nghĩa. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận từ một địa phương nhưng có đến hai thảm kịch đau lòng. Một thi thể cháy đen và một thi thể đang phân hủy nặng. Sau đây là chi tiết từng vụ việc. 5 giờ sáng nay, người dân trong khu phố Tân Phước, phường Tân Bình đi tập thể dục
thì phát hiện thi thể của người đàn ông tên Nguyễn Bá Mạnh, 38 tuổi, quê ở Thanh Hóa, bị cháy đen trước cửa nhà. Được biết, anh Mạnh chưa có gia đình và đang sống tại căn nhà trên cùng mẹ và chị gái. Thời gian gần đây, nạn nhân cũng không có biểu hiện gì bất thường cho đến khi xảy ra sự việc. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một người đàn ông sống trong căn nhà 3 tầng trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa được anh ruột phát hiện đã chết trong tình trạng đang phân hủy nặng. Sau 5 ngày, người thân không liên lạc được. Đáng nói, tại hiện trường, nạn nhân nằm chết trên nệm trong tư thế lõa thể. Công an vẫn đang tiếp tục điều tra. Tiếp tục thông tin nóng về việc bắt giữ hàng cấm liên quan đến vụ mua bán súng quân dụng. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Danh Hiển, sinh năm 1985, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ giao dịch này có liên quan mật thiết đến nghề nghiệp của đối tượng. Sau đây là thông tin tiếp theo. Được biết, Hiển là giáo viên một trường trung học cơ sở tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kiêm huấn luyện viên bắn súng tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh. Sau khi bắt giữ các đối tượng mua súng là Phạm Văn Tài và Nguyễn Minh Tuấn, cùng trú tại huyện Lâm Hà, và Hồ Thế Quyền, trú tại huyện Cư Phương, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là khẩu súng ngắn Glock 19, số hiệu ACDN257, hai hộp tiếp đạn cùng 50 viên đạn, hai bình xịt hơi cay, một dao gấp, một dao găm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã mở rộng điều tra. Sau đó, Hiển đã bị triệu tập để làm rõ về hành vi liên quan. Theo đó, sau khi biết được nhóm của Tài muốn mua súng, Hiển đã tìm mối và được một người tên Tuấn đồng ý bán khẩu súng Glock 19 với giá 120 triệu đồng. Hiển được trả công 20 triệu đồng. Tối cùng ngày, khi nhóm của Tài đang đưa súng về Lâm Đồng thì bị bắt giữ tại huyện Đức Trọng. Còn chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Đỗ Thị Kim Anh, sinh năm 1991, Lê Phước Lân, sinh năm 1993, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, và Võ Văn Trắc Lớn, sinh năm 1992, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bị cáo cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Được biết, trọng lượng ma túy các đối tượng giao dịch khoảng 1,5 kg ma túy với số tiền trên 990 triệu đồng. Thưa quý khán giả, nhiều ngày qua, người dân sinh sống trong khu hành chính mới của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bức xúc khi mà hàng loạt trụ đèn chiếu sáng công cộng bị kẻ gian trộm nắp ốp, bỏ lại các dây điện lộ thiên. Người dân rất mong ngành chức năng tăng cường kiểm tra cũng như có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực trên. Theo người dân, khu hành chính mới của huyện Hồng Ngự thường xuyên thu hút người dân cũng như là học sinh và trẻ em trong khu vực dạo chơi, tập thể dục, nhất là lúc chiều mát. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, hàng loạt trụ đèn chiếu sáng trong khu vực đã bị lấy trộm nắp ốp, dây điện và các mối nối bên trong cột đèn lộ thiên. Điều này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện. Bởi lẽ các nắp ốp khi bị mất sẽ dẫn đến việc nước mưa chảy vào phía trong của cây cột điện, gây ra sự cố. Những ngày qua, các phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa đều rất ngạc nhiên trước tình trạng giải phân cách cứng đã bị tháo gỡ hàng loạt như thế này. Và điều này thì chẳng khác như là mở đường cho người dân băng qua quốc lộ rất là nguy hiểm. Đoạn giải phân cách bị tháo dỡ nhiều nhất là đoạn từ thị xã Ninh Hòa đến thành phố Cam Ranh. Giải phân cách tạo khoảng hở, mở đường cho các xe máy, xe tải vô tư băng qua, ngang dọc trên quốc lộ, chạy cắt mặt các phương tiện đang lưu thông trên đường, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ. Hiện trạng nguy hiểm trên cũng đã gây khó hiểu cho người đi đường. Vì các tấm bê tông ngăn cách rất nặng, người dân không thể nào tự tháo dỡ để di chuyển các tấm bê tông này. Việc tháo dỡ hàng loạt giải phân cách như trên chỉ thực hiện được bằng các xe cơ giới và cũng không loại trừ là của ngành chức năng cầu đường địa phương. Nên người dân rất mong có sự giải thích của ngành chức năng giao thông tỉnh Khánh Hòa trước việc hàng loạt giải phân cách bị tháo dỡ trên quốc lộ 1 như trên. Thông tin gây lo lắng cho nhiều người. Bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh là nơi trữ máu chủ lực của thành phố vừa cho biết, hiện tại chỉ còn khoảng từ 4.000 đến 5.000 đơn vị máu được lưu trữ. Do đó, nguồn máu phục vụ cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ thiếu.
Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ cung cấp máu cho hơn 100 bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố. Trung bình mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng từ 800 đến 1.000 lượt người bệnh cần truyền máu. Trong khi đó, thực tế nhu cầu truyền máu của năm 2018 tại thành phố tăng từ 20 đến 30% so với năm 2017. Trong khi đó, chỉ tiêu dự trữ máu trong năm 2018 là 230.000 túi. Do vậy, để hạn chế tình trạng thiếu máu do chạy theo phong trào, Ngân hàng Máu kiến nghị thành phố tăng chỉ tiêu cho các quận huyện và kêu gọi người dân tăng số lần hiến máu từ 2 đến 4 lần một năm. Thưa quý khán giả, xã hội vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thương tâm, cần sự giúp đỡ, tấm lòng thiện nguyện của bất cứ cá nhân nào cũng có thể gieo mầm sống trên cuộc đời này. Làm mẹ là hành trình khó nhọc nhưng rất đổi thiêng liêng của người phụ nữ. Với người tộc Nguyền thì điều đó càng khó khăn hơn. Không chỉ vậy mà cái nghèo còn cứ mãi đeo đẳng với chị, làm cho chị Trương Thị Bích Lăng thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ không thể gượng dậy. Trong lúc này thì chị rất cần sự hỗ trợ của xã hội. Sinh con được 3 ngày tuổi, nhưng chị Trương Thị Bích Lăng thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ chưa một lần được ôm trọn con vào lòng để nâng niu, vuốt ve như bao người mẹ khác. Mang thai được 37 tuần, gần đến ngày sinh, nhưng vì sức khỏe yếu lại bị khuyết tật bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Nên cô con gái xinh xắn kháu khỉnh của chị chào đời chỉ nặng 2,5 kg. Nếu sinh non người ta chơi mổ gấp để thôi mất mạng bé này kia. Em buồn, bắt con đi không có gặp nhỏ nhé. Nếu mà muốn đi lên thăm đi cũng được, đi không nổi. Vấn đề thì ở sản phụ này thì có cái khuyết tật ở tai, nên là hạn chế thì trong vấn đề là cho con bú chăm sóc em bé. Nên là vấn đề đó là phải nhờ sự hỗ trợ rất nhiều từ người thân, người xung quanh thân nhân của mình. Đôi tay còng khèo cùng với đôi chân không lành lặn, không thể làm được những việc nặng nhọc, nên chị phải đi bán vé số dạo, kiếm tiền lo sữa cho cậu con trai mới chỉ hơn 16 tháng tuổi. Thiếu trước, hụt sau, chồng cũng đi làm thuê, công việc bấp bênh, nên hành trình vừa cạn, chị mang theo cũng đơn giản như chính cuộc đời của chị. Không một đồng trong túi, anh chị không biết xoay sở như thế nào. Thương chị thật Nguyền, anh lại không quản nhọc nhằn hết mực chăm sóc vợ. Hoàn cảnh quá đỗi khó khăn, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã cố gắng hỗ trợ để đứa bé được cất tiếng khóc chào đời. Cũng đủ gian trải, nhưng mà tới đứa bé sau này là mình lo không có kịp. Lo không có kịp xong gì mình chuyển tới bệnh viện thì không có tiền bạc hết. Nhưng bác sĩ cũng không bỏ, cũng vẫn chăm sóc vì vợ con em. Mổ bé rất khỏe, cũng tốt. Em rất là cảm ơn bệnh viện. Buồn tuổi đang xen, niềm mong mỏi lớn nhất với chị Lăng giờ đây có lẽ là sự khỏe mạnh của cô con gái vừa mới chào đời lại thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Nhận thấy hoàn cảnh cũng như nghị lực vươn lên số phận của chị, hai ngày nay nhiều nhà hảo tâm đã đến động viên, người cho tả, người cho sữa, người góp tiền để giúp gia đình chị giảm bớt phần khó khăn, vững tâm bước tiếp. Như người bệnh mong muốn được khỏe mạnh, người nghèo chỉ mong có được qua cơn nguy khó. Những tấm lòng hảo tâm được chia sẻ trong lúc này sẽ là trợ lực rất lớn để vợ chồng chị Trương Thị Bích Lăng có thể tiếp tục cố gắng vì đứa con bé bỏng. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển động Đông Tây trưa nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.